Thắng đậm Myanmar, đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi đầu bảng. Đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0, đội tuyển Việt Nam đứng đầu bảng B AFF Cup 2022 và sẽ gặp Indonesia ở bán kết. Sau vượt trận gặp Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tiếp cận trận đấu với Myanmar bằng sự thận trọng lớn hơn trong cách dùng người. Đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình rất mạnh khi Văn Hậu, Tấn Tài trở thành hành lang biên, Hùng Dũng và Quang Hải đá giữa, còn Tiến Linh, Tuấn Hải và Văn Quyết đá trên hàng tiền đạo. Với đội hình 3-4-3, giàu sức tấn công, đội tuyển Việt Nam chơi lấn lướt đối thủ. Đội tuyển Myanmar chọn cách chơi đôi công và có một số tình huống khiến thủ môn Văn Lâm và trung vệ Duy Mạnh lúng túng. Tuy nhiên, đội hình đẩy lên rất cao đã khiến Myanmar phải trả giá. Ở phút thứ 8, Hùng Dũng mở bóng thoáng sang cánh trái, tạo cơ hội cho Văn Hậu chuyền tinh tế cho Văn Quyết thoát xuống trong vòng cấm. Tiền vệ số 10 căng ngang như đặt khiến trung vệ Cao Jin Lewin lúng túng đốt lưới nhà, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước. Nhờ sự trở lại của Văn Hậu, những pha tấn công bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam giàu sức sát thương hơn hẳn. Phút thứ 28, Văn Hậu chứng tỏ vai trò khi có pha căng ngang khiến thủ môn Myanmar lúng túng, đẩy bóng lỗi. Tiến Linh đã chớp thời cơ để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Có lợi thế hai bàn, đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn có cơ hội nhờ khả năng luân chuyển bóng tốt giữa các tuyến. Lần lượt Văn Quyết và Quang Hải đã có khoảng trống để dứt điểm nhưng không có bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán giữ sức cho trụ cột. Lần lượt Tiến Linh, Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng được rút ra nghỉ nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có thế trận tấn công khởi sắc trước Myanmar. Phút thứ 48, Văn Đức bấm bóng cho Văn Quyết thoát xuống đánh đầu vào xà ngang. 6 phút sau, Văn Hậu tung cú sút dứt điểm sấm sét về phía cầu môn Myanmar, nhưng thủ môn đội khách đã cứu thua kịp thời. Phút 55, Quang Hải thử vận may với pha dứt điểm từ xa, nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác để thành bàn. Nỗ lực tấn công của đội chủ nhà được đền đáp ở phút thứ 72 sau đường chuyền của Hoàng Đức. Khoảng trống mở ra cho Ngọc Quang trước vòng cấm Myanmar. Số 15 tung cú sút xa rất đẹp để khuất phục thủ môn đội khách, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đánh bại Myanmar, đội tuyển Việt Nam có 10 điểm sau 4 trận và vào bán kết với ngôi đầu. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bán kết là đội tuyển Indonesia. Kết quả chung cuộc Việt Nam 3-0 Myanmar, ghi bàn Việt Nam Kiao Jin Sprin phút thứ 8 phản lưới, Tiến Linh phút thứ 28, Ngọc Quang phút thứ 72. Vâng thưa quý vị, Thái Lan và Indonesia dẫn đầu bảng A và giành 2 tấm vé đi tiếp với cùng 10 điểm sau 4 trận đấu. Thái Lan dẫn đầu bảng B do hơn Indonesia 2 điểm về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó thì xếp sau lần lượt là Campuchia với 6 điểm, Philippines với 3 điểm, còn Brunei trong lần thứ 2 được đá AFF Cup thì chỉ có 2 bàn thắng để thủng lưới 22 lần và không có bất cứ điểm nào. Thái Lan và Indonesia đi tiếp là điều không bất ngờ. Việc Campuchia xếp trên Philippines mới được coi là cú sốc ở bảng này, đúng không thưa anh bình luận viên Việt Hùng? Tôi cho rằng là điều đầu tiên thì chúng ta phải nói rằng là nếu như mà chúng ta xét về cái vị thế của Campuchia và Philippines ở những giải đấu ngày trước thì chúng ta có cái tên là giải Tiger Cup này, xong sau này chúng ta chuyển thành AFF Cup ấy, thì từ ngày xưa đến giờ Campuchia cùng với một số đội như kiểu Lào hay là Brunei chẳng hạn luôn là những đội được coi là một kho điểm cho các đội bóng từ Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore hay là Việt Nam, Thái Lan nữa. Thế nhưng mà trong những năm trở lại đây thì chúng ta thấy là mặc dù là bóng đá Lào ở giải năm nay thì họ không có được thành tích tốt lắm, nhưng chúng ta thấy là họ đã có những cái bước chuyển biến rất là tốt trong những năm vừa qua, và kể cả bóng đá Campuchia cũng vậy. Cái việc mà bóng đá Campuchia có một màn trình diễn tốt ở AFF Cup năm nay ấy, cùng với cái việc mà Philippines đi xuống, nó đến từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là Campuchia trong khoảng thời gian vừa qua họ bị động vào lòng tự ái quá nhiều. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta cảm nhận được khi mà Campuchia họ liên tục là một cái đối tượng để cho các fan của những cái nền bóng đá khác trong khu vực, với những cái Thái Lan, Malaysia và thậm chí là cả Việt Nam của chúng ta nữa, chúng vào châm chọc họ mỗi khi mà họ gặp những thất bại. Thế nên là đôi khi trong công việc hay là trong chơi thể thao mà khi mà bạn bị khích tướng như vậy thì bạn sẽ cố gắng để có những cái màn trình diễn tốt hơn. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai là như tôi được biết ý, thì Campuchia trong những năm trở lại đây họ có một đường lối phát triển rõ ràng, chứ họ không đi theo cái phương hướng là đá giải nào biết giải đó. Họ có một lứa trẻ để chuẩn bị cho AFF Cup
cái lứa đá AFF Cup đó lại chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, tức là họ có bài bản, có lớp lang, mặc dù là chất lượng của cầu thủ của họ ấy, thì chưa đạt đến những cái tầm mà họ mong muốn như những mục tiêu đặt ra, nhưng ít nhất thì họ cũng đã biết làm bài bản, đã biết làm quy hoạch. Ngoại trừ huấn luyện viên là người nước ngoài thì họ còn có các chuyên gia thể lực, chuyên gia y tế cũng đều là những người nước ngoài hết. Và tôi cho rằng là khi mà bóng đá Campuchia họ bắt đầu đầu tư ấy, thì họ nhận được những cái kết quả như thế này là xứng đáng, và trong tương lai tôi nghĩ là gần thôi, khoảng độ 2 cho tới 3 giải AFF Cup nữa, thì biết đâu đó Campuchia có thể sẽ là đội gây bất ngờ khi mà vào tới bán kết. Và ngược lại thì Philippines tại sao họ lại có bước đi xuống như thế? Thì có một câu chuyện này mà có lẽ là sẽ phải cần nhiều hơn những cái sự phân tích và nhiều hơn những cái sự tranh luận. Nhưng tôi đã đọc khá nhiều bài viết về bóng đá Campuchia và Singapore. Tại sao họ lại đi xuống như vậy trong những năm trở lại đây? Bởi vì với những cái quốc gia này thì bóng đá bây giờ không còn là cái môn mà thứ nhất là người dân mong muốn được chơi này, thứ hai là chính phủ đầu tư này và tạo điều kiện cho các bạn nhỏ có cái khả năng ăn tập cũng như là đam mê cái môn thể thao đó. Như tôi được biết có những câu chuyện khá đáng buồn tại Singapore thời điểm hiện tại, là họ cho rằng là bây giờ những cậu bé mà đi đá bóng ấy thì sau này sẽ không có tương lai, họ sẽ đi làm nghề khác, họ sẽ đi chơi những môn thể thao khác. Và đặc biệt tại Philippines họ có nhiều môn được quan tâm và được coi là phổ cập hơn bóng đá rất là nhiều, ví dụ như boxing hay là quyền anh chẳng hạn. Đấy, thế nên tôi cho rằng là cái việc mà người dân không khuyến khích các cầu thủ nhí là có một cái đam mê và có một cái trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nữa, nếu như bạn cứ liên tục nhập tịch cầu thủ như vậy thì đến một lúc nào đó, thứ nhất là đội bóng của bạn không có bản sắc, cái thứ hai là các cái nguồn cầu thủ nhập tịch như vậy thì có một cái chất lượng không thể đảm bảo bằng cái việc mà bạn đào tạo được cả một lớp, cả một thế hệ cầu thủ trẻ đúng màu cờ sắc áo của mình để họ thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Và tôi cho rằng là trong những năm tới thôi thì những đội như kiểu Singapore hay là Philippines có thể sẽ bị thay thế bằng những đội như kiểu Campuchia hay Lào về cái mặt bằng chung sức mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định của anh Việt Hùng. Vâng thưa quý vị, và vừa rồi là kết quả và cục diện của bảng A, và chúng ta sẽ cùng xem lịch thi đấu và cục diện của bảng B của đội tuyển Việt Nam trước loạt trận đấu tối nay sẽ như thế nào. Vâng thưa quý vị, 19:30 tối nay sẽ là hai trận đấu cuối cùng của bảng B, và trên sân nhà Malaysia sẽ có nhiệm vụ phải thắng Singapore để có thể lấy vé vào vòng bán kết. Trong khi đó thì tại sân vận động Mỹ Đình thì đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar là đã đủ để vượt qua vòng bảng. Vậy thì với phong độ của đội tuyển và cục diện của bảng đấu như thế này thì anh Việt Hùng sẽ đưa ra những cái dự đoán như thế nào cho vòng bán kết ạ? Tôi thấy điều đầu tiên là tôi mừng cho đội tuyển của chúng ta. Tôi mừng không phải là vì là chúng ta hiện tại đang dẫn đầu bảng đâu, mà tôi mừng là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bây giờ là có một cái tâm thế nhé, là khác hẳn ngày trước rồi. Ngày trước thì chúng ta hay phải rơi vào cái trạng thái là vừa đá vừa ngóng, tức là ngóng ngày xưa là ngóng Thái Lan đá ở bảng còn lại như thế nào để chúng ta né, bởi vì là AFF Cup thì chỉ có hai bảng thôi, thì sẽ vào bán kết để chơi theo cái thể thức là nhất bảng này sẽ gặp nhì bảng kia. Thì ví dụ ngày xưa mà chúng ta thấy Thái Lan nhất bảng ấy thì chúng ta bằng mọi giá ở bảng còn lại là phải đá để nhất bảng để tránh Thái Lan ở bán kết, đúng không? Nhưng bây giờ thì tôi có một cái cảm giác rằng là chúng ta bây giờ không phải rơi vào những trạng thái né đối thủ như thế nữa, mà chúng ta toan tính chúng ta đẩy ngược lại đối thủ vào cái thế là phải né chúng ta. Có một cái dữ kiện này mà có thể là sẽ không nhiều người để ý lắm, nhưng ở cái trận đấu mà Việt Nam đá hòa với Singapore ấy, khi mà trận đấu mà chúng ta có 8 sự thay đổi người so với những trận đấu trước ấy, thì chúng ta thấy nhá, là Thái Lan, như bạn Hà Thu vừa cho quý khán giả xem cái bảng xếp hạng, là Thái Lan bằng điểm Indonesia và chỉ hơn về hiệu số bàn thắng bại để họ được nhất bảng thôi. Thì tôi xem một trận đấu đó Thái Lan đá với Campuchia, tôi có cảm giác rằng là Thái Lan phải cố gắng ghi nhiều bàn nhất có thể vào lưới Campuchia để họ vượt qua Indonesia về hiệu số, qua đó được nhất bảng. Chứ nếu như Thái Lan mà trận đó thắng Campuchia nhưng thắng với một cái hiệu số nó ít ấy, thì họ mà xếp nhì bảng này là họ sẽ gặp Việt Nam ở bán kết. Đó, tức là lúc này tôi có một cảm giác là Việt Nam mới là đội đẩy đối phương vào cái thế là phải né chúng ta. Cái việc mà huấn luyện viên Park cho một cái đội hình được coi là đội hình dự bị trong trận đấu với Singapore như vậy ấy, là để ngóng xem Thái Lan họ phản ứng như thế nào. Và cuối cùng là Thái Lan đấy, họ đã dồn toàn lực để họ thắng Campuchia nhiều bàn thắng nhất có thể. Thế nên là tôi vui vì lúc này cái vị thế của chúng ta đã khác. Cái vị thế của chúng ta khác từ khi huấn luyện viên Park đến vào năm 2018, rồi chúng ta vào đến tứ kết Asian Cup này, chúng ta vào vòng loại thứ 3 World Cup, chúng ta đã vô địch AFF Cup 2018, chúng ta vô địch SEA Games đến 2 lần. Tức là với ông Park lúc này thì đội tuyển Việt Nam thực sự là ngáo ộp ở khu vực Đông Nam Á, và đội nào thì cũng nên né chúng ta thì tốt hơn. Chúng ta thấy Malaysia nhé, trước trận đấu thì cũng có một chút nào đó dự đoán là có thể gây khó khăn, đúng không? Ít nhiều nhưng mà cùng đấy đá thua 0-3 một cách rất là nhẹ nhàng và rất là đơn giản đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nên tôi cho rằng là lúc này ấy, đội tuyển Việt Nam là ở một cái thế cửa trên, và chúng ta nếu như mà dùng từ là được quyền lựa chọn đối thủ
thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái phân tích nó không thuộc dạng là quá phô trương hay là quá khoe mẽ về sức mạnh của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta thấy một cái điều nữa, đó là cái cục diện của bảng đấu này ấy, nó cho Việt Nam một cái thế gọi là rất nhẹ nhàng để đẩy hai đối thủ còn lại, và là Singapore cũng như là Malaysia, phải bước vào một trận tử chiến. Chúng ta ở cửa trên hoàn toàn, chúng ta chỉ cần thắng Malaysia, à thắng Myanmar, đội đã bị loại từ vòng trước đó chỉ một bàn thôi là chúng ta sẽ đi tiếp với ngôi Nhật Bản. Trong khi đó thì Singapore và Malaysia nhé, họ khổ ở cái chỗ là như thế này này, họ phải phân định thắng thua để họ vào được bán kết, và đội nào vào bán kết lại sẽ phải gặp Thái Lan ở trong trận đấu bán kết đó. Thế nên là tôi cho rằng là lúc này tôi vui bởi vì Việt Nam thứ nhất là tầm vóc ở đấu trường khu vực là được nâng lên này, cái thứ hai là chúng ta được quyền định đoạt tương lai của các đối thủ ở trong vòng sau, và cái thứ ba là có lẽ là cũng đã đến một cái thời điểm mà bóng đá Việt Nam chúng ta thực sự là đã vượt qua một chút nào đó cái trình độ chung của bóng đá Đông Nam Á rồi. Và hy vọng rằng là ở trong giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park với đội tuyển Việt Nam, đây là giải đấu chính thức cuối cùng của ông ấy, thì chúng ta có thể có một cái tâm thế nó còn lớn hơn nữa để chúng ta chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo vào năm 2023 này và những năm sau nữa, với mục tiêu xa nhất và có thể nói là lớn nhất mà chúng ta muốn đạt được, đó là chiếc vé tham dự World Cup 2026.